đấy. Rất là nhanh anh em ạ. Cái này là nó sử dụng là bằng có cả điện tử để mình tùy vào cái to đấy bé được được đúng rồi. Đúng không anh? Bấm trên cái bảng điện tử đấy. À, không biết cái đai này thì mình bẻ được những đai nào, chắc nào là to nhất anh nhỉ? Máy đai này thì bẻ được Pi 6 và Pi 8 thôi. Pi 10 là phải khỏe hơn ạ. Pi 10 là bẻ thì nó là sắt cây rồi chỉ dùng máy bàn thôi. À máy bàn. Có nghĩa là nó chỉ có 11m7 thôi. À. Nó không liên hoàn như này. À, cái này là liên hoàn ngoài kia, cả cuộn ngoài kia. À, có phi 6, phi 8 luôn ạ. Cái này em có thể cho biết là cái này mà cho với năng suất thủ công phải gấp 10 lần không nhỉ? Phải gấp mấy chục lần. Mấy chục lần anh em ạ. Đây, anh em xem mà làm việc nãy giờ. Đấy, cái máy này một ngày là nó làm ra mấy nghìn đai. Đấy. 5-6 nghìn. Rất là tuyệt vời anh em xem mà. Nếu như nãy giờ mà anh em cứ gọi là tôi cứ nghĩ là mình bẻ thủ công thì thử xem này nó rất là lâu, mà cái này có mấy giây là một cái đai rồi. Và bây giờ cái này là ví dụ chẳng hạn như là đai to đai bé, ví dụ kích thước khác nhau là mình đều có thể ấy được đúng không ạ? Dạ. Ví dụ chẳng hạn như đai C thì có được không ạ? C được. À đai C cũng được luôn ạ. Đây anh em, tôi sẽ quay kích thước cho anh em xem này. Đấy. Anh em nào mà có nhu cầu mà ở khu vực xung quanh nhá, và các chỗ lân cận này luôn anh ạ. Đấy thì có thể liên hệ theo số điện thoại mà lúc nãy tôi anh vừa đọc đấy. Đây. Cái này là đây là hệ thống setup anh nhỉ. Anh em. Đấy cái chọn hình như này. À các hình này là mình là có sẵn trước. Có sẵn. Đó để chỉ việc chọn thôi. Kích thước. Có nghĩa là các hình dạng là hầu như trên thị trường là gần như giống nhau hết rồi. Rồi. Có các loại đa nhất là có loại hình trong này nó có hình nào làm được là nó hiện như này. À vâng, rất là đơn giản, rất dễ dùng. Kích thước thì mình bấm thôi, ví dụ là 2 thì một chiều 20, chiều 30 thì mình cứ bấm hai cạnh là được. À dạ. Bấm nhấn số à. À đây. Đây anh em sáng này đúng không ạ? Rồi đây. Là nút này là nút mở đúng không ạ? Chạy là tắt này. Còn cái này là cái gì ạ? Đấy là nó là cái để gọi là tắt mà. À. Tắt mà. À an toàn. Rồi. Còn cái này là nút lùi điện. À lùi điện. Còn cái này chỉ là điện báo điện thôi đúng không ạ? Đấy báo điện. À. Máy này thì ngoài chức năng uốn đai này còn gì nữa không anh? Nó chỉ chuyên là làm đai. À chuyên làm đai thôi đúng không anh em? Đây. Đây, sắt là để to. Đây là hệ thống cơ đây nha. Đấy. Rất là tuyệt vời. Máy móc cho anh em xây dựng rất là tuyệt vời, công nghệ. Đây. Đấy. Đây. Đó. Thì mình chỉ cần làm một cái hệ thống cục quay thế này thôi. Làm như này là nó không bị hao tổn sắt. À đúng rồi. Có nghĩa là nó không bị đầu đường nguy hiểm. Có nghĩa là ít DC ít bị thừa mủn sắt anh em ạ, thì cắt chính xác mà đúng không, mà có sự tính toán hết. Nếu mà làm gia công thì nó thừa DC nhiều. Cái này thì khoảng bao lâu mình cần bảo dưỡng một lần anh nhỉ? À? Máy này này, cái này tùy theo mà mình cảm thấy cái gì mà mình muốn cẩn thận thì mình thay thế là... Cái này ví dụ nó chạy khoảng vài chục tấn nó mòn thì mình lại thay. À là mòn là thay, có nghĩa là nhiều mà chạy nhiều là mình thay, mà cảm thấy mòn là mình thay. Thế bình là những cái vị trí này mình có hay phải bôi mỡ gì không anh? Phải bôi mỡ thường xuyên chứ đúng không? Nói chung là không cần thiết, chủ gái là mình lau để cho nó tránh ăn gì thôi. Đấy anh em ạ. À, rất là tuyệt vời đấy anh em nhá. Ai ở khu vực xung quanh có thể tìm đến gọi là cái gì Trung Văn nhỉ? Tổng làng à? Làng Trung Văn. Làng Trung Văn. Đây gặp ánh sáng. Đây. Quận đây là Nam Từ Liêm. Đấy, Nam Từ Liêm. Ngành Lam tôi mới đứng có một chút thôi nhưng mà anh em xem này. Một đống đai luôn. Chỉ việc đứng nhìn thôi chứ chả là làm gì cả. Chỉ việc đứng nhìn thôi. Vâng, sắp nổi tiếng rồi ạ. Quang sáng đấy ạ. Nổi tiếng mà thêm việc chứ. Không có người làm. Máy làm mà đúng không? Máy cũng
không?